Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bardo Official. Ở video này thì mình muốn trả lời một số cái câu hỏi của các bạn về chủ yếu là về cái máy in phun màu và những cái loại mực. Thì có một bạn hỏi mình là mực Bitman thì in nó sử dụng nó hay in được phun hay không. Thì trước tiên á, thì các bạn nên hiểu về cái mực Bitman và mực mực nước nó như thế nào. Thì mực nước là cái mực gốc nước rồi ha. Thì mực Bitman nó là cái mực gốc dầu. Thì hai loại mực này nó hoàn toàn khác nhau. Tại vì về mực Bitman á thì nó sẽ in được trên hầu như là tất cả các loại giấy, kể cả thẻ nhựa PVC, ví dụ như giấy Cốt-C, giấy đề can đế vàng, đề can đế giấy, đề can giấy á, đề can ảnh, giấy in ảnh một mặt hai mặt. Còn những cái giấy pho thường thì khỏi phải nói, khỏi phải bàn thì nó đều in được tốt ha. Thì nó được một cái ưu điểm, tức là khi mà các bạn làm dịch vụ in ấn nhiều loại dịch vụ thì mực Bitmain nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho các bạn, và cái tính chất của nó là nó kháng nước và nó sẽ không bay màu. Cái mức độ kháng nước đây là các bạn có thể hiểu như thế này, là khi mà các bạn in mà các bạn lỡ đụng nước thì cái mực nó sẽ không có bị lem, nó không có bị lem bị nhòe. Thì cái mực này nó sử dụng tốt, tại vì trong quá trình mà các bạn mở tiệm photo thì chắc chắn các bạn sẽ sử dụng nó để in các dịch vụ như là dịch vụ in giấy khen. Và cái giấy khen là nó đòi hỏi là mực là phải có độ bền màu, chứ còn nếu mà cái giấy khen á, mà các bạn mà sử dụng in mà nó đụng nước nó lem thì hầu như khách hàng nó sẽ in một lần thôi và lần sau sẽ không bao giờ in các bạn ở đâu. Tại vì giấy khen là một cái loại giấy ha, để chứng nhận ta khen thưởng thì nó phải có ở mức độ sẽ bền và nó giữ được lâu ha. Thì mình nghĩ là cái mực Bitmain thì nó như vậy, các bạn sẽ hiểu như vậy. Còn mực nước thì cái hệ gốc nó nước ha, thì nó sẽ loãng hơn cái mực Bitmain. Nó là nước mà, nó giống như là nước chứ ấy màu thôi. Nó sẽ loãng hơn cái mực Bitmain và nó sẽ in được trên các loại giấy pho, giấy in ảnh. Nó không in được trên giấy Cốt-C. Đôi khi cái đề can đế vàng nó cũng in không được, tại vì cái thẩm thấu của nó rất là lâu, nó không có giống như mực Bitmain, tại mực Bitmain nó đặc hơn. Thì ở đối với tất cả các dịch vụ photo, tại vì những cái năm đầu tiên mà mình mở ra tiệm photo á, mình cũng có một, cũng suy nghĩ trong đầu là sử dụng mực nước, thì mình cũng đã sử dụng qua một mực nước rồi, mà mực nước lúc trước mình sử dụng là cả lít chứ không phải là 100 ml đến giờ đâu. Không phải là khi mình đổi qua mực Bitmain là mình in 100 ml. Tại vì khi cái mực nước khi mà in á, là cái độ phai phai màu rất là mau. Đối với những một số cái ảnh mà mình đã trực tiếp mình in cho các cô giáo á, thì trong vòng khoảng có 6 tháng là có thể là treo ở trong nhà nó vẫn bay màu, nó bạc, từ từ nó bạc và nó trắng luôn, nó bạc và nó trắng luôn. Và đối với ở mức độ mà nếu mà nó nằm ở ngoài trời á, thì cái mức độ phai bạc, hoặc là khi mà cái hình in của mình á, mà tiếp xúc với nắng mặt trời thì nó rất là màu phai. Và đặc biệt là những cái lớp học mà được trang trí, được dán ở những nơi mà có nhiệt độ cao thì nó sẽ mau hay màu hơn. Do đó thì khi mình sử dụng thời gian mực nước á, thì mình thấy là cái mực nước nó sẽ không có đáp ứng được cái sự thuận tiện cho cái công việc của mình trong quá trình các bạn sử dụng dịch vụ photo in ấn. Tại vì khi mà các bạn sử dụng photo in ấn mà các bạn ở những cái vùng sâu vùng xa, hoặc là những cái vùng mà ở những cái tuyến mà hơi xa, tuyến huyện hoặc là tuyến xã đi, ví dụ như mình nói tuyến huyện, thì nếu mà các bạn ở nơi đó mà người ta không có những cái dịch vụ như in nhanh composite thì các bạn cũng có thể áp dụng cái máy in phun của mình có thể in composite, thì tức là khi cái giá thành đó mình lấy rất là cao rồi, đó là đương nhiên. Thì để mà đáp ứng tốt cái công việc của một cái cửa hàng dịch vụ in ấn thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng mực Bitmain, đang xin sử dụng Bitmain, tại vì nó được đa dạng hóa các
In trên rất là nhiều loại giấy và nó sẽ thuận tiện cho mình trong cái công việc. Ví dụ như khi mà mình đối với ở một số các bạn mà nhận được những cái bố tờ in giấy khen á, thì cái mực Bitmain nó sẽ đáp ứng được là cái giấy khen này nó in rất là phai, nó không có phai màu. Do đó là các cơ quan nhà nước hoặc là các đơn vị nào đó người ta in giấy khen người ta vẫn rất là thích, tại vì giấy khen nó được mình lo. Còn về sử dụng mực Bitmain và mực nó có mau hư đồ phun hay không, thì trong quá trình mình sử dụng hai loại mực mình thấy nó, nếu mà các bạn sử dụng nhiều thì nó vẫn nghẹt đồ phun, hai loại đều như nhau chứ không phải về riêng mực Bitmain. Tại vì đối với mực nước khi các bạn xài lâu hoặc là các bạn lâu không in nó vẫn 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 bị, chứ không phải không bị, tại vì mình đã trải qua rồi mà mình có cảm nhận được. Còn đối với mực Bitmain thì thông thường cái kinh nghiệm mà để xài mực Bitmain thì mình sẽ không có bao giờ là mình sử dụng là mực 1 lít, mình để nguyên 1 lít vô mình chạy luôn, mà mình sẽ sử dụng là 100 ml. Lý do là mực Bitmain nó có độ đậm đặc cao hơn, và nếu mà các bạn mà sử dụng, ví dụ như máy của bạn mà sử dụng nó lâu ha, ví dụ như nó lâu hết 1 lít mực thì nó sẽ gây ra các hiện tượng như là cái mực nó sẽ bị cô đặc, nó đóng, nó bị lắng, nó sẽ bị có một lớp 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 lắng đó, nó đặc và nó sẽ không có hút được, nó sẽ đặc quá nó sẽ không hút được, nó sẽ gây ra hiện tượng tắc mực. Tại vì trong tắc mực của cái máy in phun, ngoài ngoài là do cái đầu phun thì những nguyên nhân khác, ví dụ như là áp lực ở trong cái bình nè, thứ hai nè mực Bitmain nó quá đặc, gọi là mực trong chúng chúng cái tình trạng mực hư thì nó quá đặc, nó sẽ không hút được. Do đó là khi mà cái tình trạng mà nghẹt mực thì mình sẽ kiểm tra kể cả trong bình mực, trong dây dẫn và trong cái đầu phun đó. Thì mình nên mua, khi mà sử dụng là mình chỉ nên mua những cái một bộ là 100 ml thôi. Khi mà hết một bộ 100 ml này mình sẽ lấy bộ khác ha, hoặc là mình sẽ thay những cái bình khác mình đổ vào và mình coi thử có cặn có lắng hay là mực nó có bị lỗi hay không, tại mực Bitmain nó rất là đặc ha, nó có bị lỗi hay không. Còn đối với mực nước thì mình có thể sử dụng nhiều, nhưng mà cái tắc mực thì mình nghĩ là về cái tắc mực với nghẹt mực thì hầu như là hai bên cũng xem xe với nhau chứ không có riêng gì đấy, tại vì trong một số cái kinh nghiệm của mình và hiện tại bây giờ là mình đã chuyển qua mực Bitmain rồi, mình phải nói là chuyển qua mực Bitmain là khoảng chắc cũng hơi là rất là lâu, khoảng 5 6 năm. Tại vì trong cái thời gian đầu, trong năm đầu mình chỉ sử dụng mực nước thôi, trong sử dụng mực nước, và khi mà khách hàng, khi các cô giáo nói cái mực này nó mau mau bay màu quá, trang trí phẩm mau hay màu quá, thì mình sẽ đổi luôn qua mực Bitmain và xài tới bây giờ luôn. Và trong quá trình mình xài á thì kinh nghiệm của mình thế này, khi mà xài mực Bitmain, nếu mà trong quá trình một trong một tuần đó các bạn mà cảm thấy cái máy của mình hoạt động nhiều, in nhiều, thì cuối tuần á, ví dụ như cuối ngày thứ sáu, chiều ngày thứ sáu các bạn sử dụng cái nước ngâm đầu phun, tức là khi các bạn liên hệ với chỗ bán máy á, thì đối với cái mực Bitmain thì nó sẽ có một loại hóa chất để mà ngâm, còn đối với mực nước nó vẫn có loại hóa chất ngâm đầu phun cho mực nước. Thì cuối tuần á, các bạn đưa cái đầu phun ra, các bạn mở cái cách, cái này là mình không nói nữa tại vì chắc các bạn đã biết rồi. Các bạn đưa đầu phun ra ha, các bạn đẩy đầu phun qua một bên, các bạn tắt máy đẩy đầu phun qua một bên, ở trong đó nó có cái két mực, thì các bạn là dùng xi ranh á, các bạn hút cái này và các bạn đổ nhỏ vào trong cái két mực á. Các bạn đổ đổ lần thứ nhất, các bạn đổ cho đầy, xong là các bạn dùng cái khăn giấy á, các bạn hút một lần đi, rồi các bạn vệ sinh xung quanh cái két mực cho nó sạch sẽ, hoặc là trên chỗ dao gạt nó có cái nó có một cái lưỡi gạt, nó có một cái lưỡi gạt để gạt sạch cái đầu phun ha. Thì trong đó nếu nó dính mực các bạn cũng vệ sinh cái đó đi, rồi sau đó lần thứ hai là các bạn nhỏ đầy két và các bạn đưa cái đầu mực vào tiếp xúc cái vị trí ban đầu, tức là giữa cái đầu mực và cái két mực, ví dụ đây là két mực ha, thì chúng ta sẽ đưa cái đầu phun vào ha, thì nó sẽ tự tiếp xúc với nhau, và các bạn để nó qua đêm, tức là chiều, kinh nghiệm của mình là chiều mình mới ngâm, thì để là các bạn để qua đêm. Thì khi mà để thì các bạn sẽ thấy như thế này nè, đây đây là nguyên cái bộ mực, 6 bộ mực đúng không, 6 mực, thì đây là cái bình mực thải nè, cái bình mực thải thì mình lúc nào cũng phải để cái bình mực này ngang với cái bình mực thải, hoặc là cái bình mực thải ngang với bình mực này. Lý do tại sao, nếu mà các bạn để mà thấp hơn ha, nếu mà các bạn để thấp hơn thì trong quá trình, nếu các bạn để cái bình mực này nè nó cao hơn cái bình mực thải, thì ở trong quá trình mà khi mà cái bình các bạn ngâm đầu phun và tiếp xúc với đầu phun, các bạn hưởng thụ giống như cái nguyên lý của cái ống nước ấy. Nếu mà ở trên cao mà trong ống nước nó có nước rồi, thì khi mà các bạn
để trên cao này nè, khi các bạn để cái một cái đầu xuống dưới thế này thì cái nước nó sẽ tự động trong phần đó nó sẽ chảy và nó hút luôn ở trong cái phần trên cao, nó hút xuống. Thì cái bình mực cũng vậy, tại cái tình trạng này mình đã gặp rồi, thì trong quá trình làm mình không biết đó. Mình cứ để khi mà mình ngâm đó, là để mực cái mực mực thải này nè, thấp hơn thì khi sáng ra là 6 cái lọ mực này nó đi sạch luôn, nó đi sạch sẽ hơn luôn. À, nên khi mà các bạn ngâm thì các bạn tránh tình trạng thế này. À, còn đối với ở khi mà sử dụng dịch làm dịch vụ thì nên chọn cái loại nào, mà nên chọn cái máy nào, thì đối với mình thì mình hồi đó giờ khi mở tiệm mình sử dụng hai cái loại máy. Nhất đó là cái máy T50, T50 rồi T50 nâng cấp lên T60, nâng cấp lên L800, nâng cấp xin lỗi các bạn, nâng cấp lên L800. Rồi cái máy 1430 nè, là 1430. Thì 1430 này mình đã sử dụng được hai set máy rồi. Nhưng mà 1430 thì mình hay sử dụng nâng cấp lên L800. Tức là cái dòng này, cái phiên bản của nó là 1430W, nhưng mà nó được nâng cấp ở cái con CPU, nó được nâng cấp lên thành giống như là cái máy của L800. Do đó khi mà cái cài cái máy này nó hơi phức tạp chút, là các bạn sẽ cài cái máy, sẽ cài cái driver của 1430 và sau đó các bạn ép lên cái L800 thì mới được. Và đối với những cái dòng máy mà như T50, T60 thì nó sử dụng cái con chip mực, nó rất là bất tiện, nó rất là bất tiện, mình tham thấy xài rất là bất tiện. Thì trong quá trình in á, thì đang in giữa chừng cái đầu nó hết mực, rồi các bạn phải đưa cái đầu phun ra, gỡ máy ra, các bạn nhấn chip mực rồi sau đó nó mới đưa cái đầu đưa mực vào đầy được, và cái đầu phun nó cũng, và khi mà đưa mực ra các bạn làm rất là mau mau hết mực. Đến khi sử dụng mà cái con máy A4 mà nâng cấp lên L800 thì nó được một cái, tức là khi trong quá trình in, chuẩn bị in, các bạn vào cái con, các bạn có vào phần mềm, các bạn kiểm tra là cái mực ở trong cái đầu phun nó đủ chưa. Nếu mà nó chưa đủ thì các bạn bấm vào đó thì nó tự động nó đưa cái mực vào đầu phun đầy là bạn in. Cái đó là cái điều tiện rất là thuận lợi, mình thấy nó tiện hơn. Chứ còn mà các bạn mà sử dụng con chip mực thì mình nghĩ các bạn bây giờ mua máy, các bạn là nên không, đừng bao giờ mua cái loại mà có chip mực để gắn chip mực ra, thì nó rất là bất tiện. Còn nói về dịch vụ mà các bạn mà đầu tư một lần đầu tiên luôn, thì mình có một cái video trước mình đã nói rồi, tức là mình sẽ sử dụng đầu tư luôn mỗi con A3 đi ha. Tại vì nếu mà cái con A5 á, nó là con A4 nó là 5 triệu thì con A3 thì nó nằm khoảng 9-10 triệu thôi, thì mình cố gắng thêm một chút nữa thì các bạn sẽ sử dụng được con A3, thì nó rất là tiện. Tại khi mà các bạn trong cái dịch vụ in ấn của mình á, hoặc là mình làm cho các cơ quan nhà nước hay cô giáo, thì ví dụ như mình chỉ nói một cái đơn giản thôi, tức là in giấy khen. In giấy khen thì có nhiều loại, ví dụ giấy khen A3 nè, giấy khen A4, thì hai nhiều loại đó là in phổ biến nhất. Tại vì những cuối năm á, thì các cơ quan thường hay có những cái in cái bằng khen, thì nó in sử dụng cho in A3. Thì nếu mà mình có máy A3 mà đầu tư có một lần thì mình có máy A3 luôn, mình in luôn với khách hàng, và cái nhu cầu in A3 cũng rất là nhiều. Chứ còn nếu mà mình tiết tiền mình không đầu tư A3, mình phải đầu tư A4. Rồi sau này ví dụ như trong mở ra hàng tháng khách hàng có nhu cầu in A3, các bạn phải đầu tư thêm một con A3 nữa, thì mình nghĩ nó rất là bất tiện. Cho nó đầu tư một lần thì các bạn nên đầu tư cho nó có một con A3 luôn. Tại vì cái con A3 thì các bạn nên mua là cái loại, khi mình mua chúng cái con máy này là nó đã nâng cấp lên L800 rồi. Nó có một cái ưu điểm, tức là cái mực nó tự đưa vào cái đầu phun và nó sẽ không bao giờ hết mực trong đầu phun, nó rất là tốt. Tức là những cái dòng viêm L800 hoặc là 1430 mình nâng cấp lên L800, các bạn là vào công ty in của ship Bảo Tín, đây là mình mua từ đầu đến giờ là mình mua ở bên Thành Đạt, nhưng mà cái Thành Đạt làm máy nó không có được như ý như mình, và nó làm một chiếc mực rất là dở, nên đó mình đã tìm hiểu và chuyển qua bên ship Bảo Tín. Và trong quá trình làm ship Bảo Tín mình rất thấy là rất ưng ý, vì họ làm cách làm của máy và họ bán máy cũng rất là tốt, vì cái mực của họ mà in cũng rất là được đó. Thì khi mà mình sử dụng được cái con này á, thì cái mực á, nó không bao giờ hết mực nữa các bạn, in liên tục nó không bao giờ mà có hết mực được, chỉ trường hợp ví dụ mực nó nghẹt này kia thôi là nó mới ấy thôi. Còn mình nghĩ là khi mà các bạn sử dụng dịch vụ in
thì các bạn nên sử dụng cái những cái dòng máy A3 như thế này. Đối với những cái tiệm mà ở in mức độ làm tranh rồi cho mấy cô giáo thì mình nghĩ nó ở mức độ đấy là vừa rồi. Chứ còn nếu mà các bạn cao hơn thì các bạn sử dụng những cái loại máy có thể là máy in phun hoặc máy in laser ở tốc độ cao hơn, tốc độ cao hơn có thể là khoảng 3-40 tờ một phút gì đó, thì các bạn ấy hoặc là các bạn khi mà số lượng nhiều rồi, các bạn có thể là ví dụ như in thiệp cưới ở số lượng nhiều, mức độ nhiều, thì các bạn có thể sử dụng những cái con ri cốc thì tốc độ nó tới 120 tờ một phút lần được, các bạn in cũng rất là nhanh. Nhưng mà cái đó nó giống như là cái máy in lụa vậy, nó giống như cái máy in lụa, nó chỉ in được có một màu thôi, nó có một trống là một màu thôi. Rồi các bạn khi mà nào các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ tìm hiểu cái đó thêm. Cái thứ hai, cái thứ ba, tức là cái có một số bạn nó là in nó không đúng màu, thì ở đây căn bản của mình trong quá trình mình sử dụng mình có thấy cũng có nhiều lúc khi mà sử dụng thiết kế bản ra xong mình in nó, cái màu nó không được, nó không được đẹp. Cái đó một phần là do mực, một phần là do mực, thứ nhất là mực nước, thì có thể là trong quá trình pha mực cũng có thể kết bị lỗi này lỗi kia một chút xíu, nó có thể là nó sẽ không có được trong mực. Cái thứ hai là ở trong cái chế độ in của máy in phun thì nó có rất là nhiều ở chế độ in ha. Ví dụ như ở chế độ in paper, tức là in giấy thường, rồi chế độ in giấy ảnh glossy, rồi ví dụ ở chế độ in thẻ nhựa nó là ở một chế độ khác, in ở chế độ RGB ha, tức là in ở tốc độ rất là chậm, tốc độ rất là chậm để ra nó hơi chuẩn màu thôi. Thật ra cái máy in phun màu mà nó để được chuẩn thì nó không chuẩn, tại vì nếu mà các bạn ở sử dụng mực nước á, tại sao cái một số bạn hay so sánh là giữa mực nước nó đẹp hơn mực với men, tại vì khi mực mực nước á, in ra các bạn sẽ thấy mới đầu là cái màu sắc của nó rất là tươi, các bạn in ra đầu tiên các bạn nhìn rất là tươi, rất là sáng, nhưng mà các bạn để coi chỉ để khoảng tiếng sau thôi các bạn sẽ thấy cái màu của nó sẽ bị hơi sầm lại liền ha, nó bị tiếp xúc với cái oxy hóa của ấy là nó bị sầm lại, và để một thời gian là các bạn sẽ thấy cái bảng màu của nó đen chứ không không giống như là cái bảng màu của thằng in mực Bitmain. Thì khi mực cái bảng màu in mực của Bitmain á, các bạn in sao cho các bạn để vậy, cứ nó cũng y vậy biết, nó y vậy biết, cho đó là nó cái chất lượng rất là tốt và nó in được rất là nhiều dịch vụ đó. Rồi cái nữa, thứ nhất là khi mà hồi nãy giờ mình đã nói rồi cái bao dưỡng đồ phun rồi ha, thì khi đó các bạn cần khi cảm nhận được, tức là các bạn cảm nhận được là trong quá trình mình làm mình in, có thể là ví dụ trong một ngày hoặc hai, ví dụ trong một ngày hai ngày đó các bạn in một lần tới mấy trăm tờ giấy hình ảnh các bạn, hoặc là cả ngàn tờ, thì nếu mà các bạn thấy số lượng nhiều quá thì các bạn nên vệ sinh két mực, vệ sinh cái két ở trong này trên dưới đầu phun á, hoặc là mình ngâm cái đầu phun, mình rửa cái đầu phun, tại khi số lượng in nhiều thì mình rửa. Hoặc là nếu các bạn trong một ngày các bạn không có khách thì sáng ra các bạn mở cái máy lên các bạn để đó, thì trong quá trình mở máy á, thì giữa cái két mực với cái đầu phun nó vẫn có những cái hoạt động, chứ không phải là cái máy mà mình mở lên nó không in là nó máy, nó vẫn có hoạt động, tức là nó vẫn tạo những cái độ ẩm để nó bảo vệ cái đầu phun ha. Đó là những cái mà theo cái kinh nghiệm của mình thì mình trong quá trình mình sử dụng giữa hai loại mực mình cảm nhận, nên mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Tại vì mình thấy có nhiều câu hỏi về cái loại mực Bitmain và mực in phun, thì theo mình thì mình nên lựa chọn cái mực Bitmain, tại nó sẽ phun làm nó giúp cho mình in được trên nhiều loại giấy, và mình in và cái nữa tức là nó sẽ không có phai màu về cái bản in của mình, do đó cái chất lượng rất là tốt và làm mình sẽ chủ động được công việc và làm được nhiều nhiệm vụ. Hy vọng là với cái video này thì các bạn có thể hiểu rõ hơn ha, một chút nữa về cái máy in, có thể là nó còn nhiều cái trong vấn đề đó, nhưng mà trong cái cảm nhận của mình ở video này thì nó như vậy, mình muốn chia sẻ cho các bạn như thế đó. Hy vọng là nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like video để ủng hộ tinh thần, và mình sẽ có những cái hướng mình khi mình những có những cái kinh nghiệm trong quá trình mình làm thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm. Còn nếu các bạn thấy video nó có hữu ích thì các bạn hãy share để cho mọi người cùng theo dõi, cũng biết đến cái video này, và để các bạn có thể ghé qua các bạn tìm hiểu về cái loại máy hoặc là loại mực mà các bạn đang sử dụng để các bạn học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Còn các bạn mới vừa quá ghé qua kênh Bado Apico thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mà mình đăng những cái video, những cái chia sẻ mới của mình lên thì các bạn là người đầu tiên theo dõi được. Rồi, video của mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mình làm. Mình sẽ kết thúc video ở đây và chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và kiếm được rất là nhiều khách.
Chúc các bạn thành công trên cái công việc của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.